hoan nghênh và chào đón các em đến với kênh học tập trực tuyến của ngành giáo dục đào tạo quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Giới thiệu với các em, cô tên là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, hiện đang công tác tại trường tiểu học Ngô Quyền, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Cô rất vui khi đồng hành cùng với các em trong tiết học ngày hôm nay, môn toán lớp 5, bài luyện tập chung, trang 113. Bài học hôm nay sẽ giúp các em củng cố kiến thức về tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Các em vận dụng để giải được một số bài tập có yêu cầu tổng hợp liên quan đến các hình lập phương và hình hộp chữ nhật. Đồng thời, các em cần rèn cho mình tính cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác khi học tập môn toán. Để học tốt tiết học hôm nay, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa toán 5 trang 113, một quyển vở và bút để thực hiện các yêu cầu của cô giáo. Đồng thời, các em cần có kiến thức của bài học diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Cấu trúc bài học gồm có 3 phần: hoạt động 1, khởi động; hoạt động 2, luyện tập; hoạt động 3, củng cố dặn dò. Bây giờ, cô cùng các em bước vào hoạt động đầu tiên, hoạt động khởi động. Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật, ta làm như thế nào? Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Muốn tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật, ta làm như thế nào? Các em sẽ suy nghĩ và đưa ra câu trả lời của mình nhé. Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy. Muốn tính diện tích xung quanh hình lập phương, ta làm như thế nào? Muốn tính diện tích xung quanh hình lập phương, ta lấy diện tích một mặt nhân với 4. Diện tích một mặt của hình lập phương là hình vuông, vì thế ta lấy cạnh nhân 4. Muốn tính diện tích toàn phần hình lập phương, ta làm như thế nào? Các em hãy suy nghĩ và cùng đưa ra câu trả lời nhé. Muốn tính diện tích toàn phần hình lập phương, ta lấy diện tích một mặt nhân với 6. Qua hoạt động 1, các em đã nắm vững cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức đó để giải quyết các bài tập ở hoạt động 2 nhé. Cô mời các em đọc yêu cầu của bài 1 trang 113. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có: A. Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m, chiều cao 0,5m. B. Chiều dài 3m, chiều rộng 15 dm, chiều cao 9 dm. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện bài 1A. Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m, chiều cao 0,5m. Đối với bài tập này, các em cần áp dụng cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật để làm bài. Bây giờ cô sẽ dành cho các em thời gian 3 phút để các em suy nghĩ và giải bài tập vào vở nhé.
Tôi tin chắc rằng các em đã làm xong bài tập của mình. Cô mời các em đối chiếu bài làm của mình với đáp án trên màn hình. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là chu vi đáy nhân với chiều cao, ta lấy mở ngoặc 2,5 cộng 1,1 đóng ngoặc nhân 2 nhân 0,5 bằng 3,6 mét vuông. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy 3,6 cộng mở ngoặc 2,5 nhân 1,1 nhân 2 đóng ngoặc bằng 9,1 mét vuông. Cô chúc mừng các bạn có kết quả đúng. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện yêu cầu của bài 1B. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 15 dm, chiều cao 9 dm. Đối với bài tập này, các em lưu ý đơn vị đo. Các em phải đổi về cùng một đơn vị đo, sau đó thực hiện bài tập. Ở bài tập này, cô cũng dành cho các em thời gian 3 phút để các em làm bài. Các em đã hoàn thành xong bài tập chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra kết quả nhé. Đầu tiên, chúng ta đổi 3m bằng 30 dm. Sau đó, tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao, mở ngoặc 30 cộng 15 đóng ngoặc nhân 2 nhân 9 bằng 810 dm². Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy, lấy 810 cộng mở ngoặc 30 nhân 15 nhân 2 đóng ngoặc bằng 1710 dm². Cô xin chúc mừng các em đã làm đúng bài tập này.
Cô mời các em đọc yêu cầu bài 3. Một hình lập phương có cạnh 4 cm. Nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần, thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp bao nhiêu lần? Vì sao? Bài tập này yêu cầu các em phải đọc thật kỹ đề và tìm ra cách giải. Cô sẽ hướng dẫn cho các em từng bước giải. Các em lấy nháp ra, chúng ta sẽ thực hiện nào. Cạnh của hình lập phương lúc đầu là 4 cm. Vậy nếu gấp lên 3 lần thì cạnh của hình lập phương lúc sau là bao nhiêu? Sau khi tìm được cạnh hình lập phương lúc sau rồi, các em tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương lúc sau. Tiếp theo, các em cần biết diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu. Sau đó, chúng ta so sánh xem thử nó gấp lên bao nhiêu lần. Các em đã nắm được cách làm chưa nào? Đối với bài tập này, cô sẽ dành cho các em thời gian 4 phút để các em thực hiện bài tập. Nào, bây giờ các em kiểm tra xem thử mình đã làm đúng bài tập chưa nào. Đầu tiên, ta tính cạnh của hình lập phương lúc sau là 4 x 3 bằng 12 cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc sau là 12 x 12 x 4 bằng 576 cm vuông.
Sau đó ta tính diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu là 4 x 4 x 4 bằng 64 cm vuông. Tiếp theo, ta so sánh diện tích xung quanh của hình lập phương lúc sau gấp diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu là 576 chia 64 bằng 9 lần. Tương tự, ta tính diện tích toàn phần của hình lập phương lúc sau là 12 x 12 x 6 bằng 864 cm vuông. Diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu là 4 x 4 x 6 bằng 96 cm vuông. Sau đó ta so sánh diện tích toàn phần của hình lập phương lúc sau gấp diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu là 864 chia 96 bằng 9 lần. Cô chúc mừng các em đã hoàn thành xong bài tập này. Qua bài tập 3, ta thấy diện tích một mặt bằng cạnh nhân cạnh. Vì cạnh gấp lên 3 lần thì diện tích một mặt sẽ gấp lên 3 x 3 bằng 9 lần. Diện tích một mặt gấp lên 9 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần cũng gấp lên 9 lần. Vậy ta có thể kết luận nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên 9 lần. Hoạt động 3, củng cố dặn dò. Về nhà, các em ôn bài và ghi nhớ các công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật hình lập phương. Làm thêm một số bài tập còn lại trong sách giáo khoa. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau. Sau đây là phần bài tập. Các em ghi lại đề bài và làm vào vở.